Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cây đàn Casio LK211. Đây là ngoại hình của nó nha. Rồi, mình cắm nguồn vô rồi ha. Bây giờ mình mở nguồn thì nút power đây, mình bấm vô. Đó, máy hiện lên rồi. Để vào phần tiếng thì chúng ta bấm toàn ở đây. Thấy các bạn không? Bấm vô. Bấm vô một cái. Rồi, nó tương ứng ở đây là chúng ta có tất cả là 6 tâm tiếng các bạn, ton nè ha, ton là tiếng nha. Ví dụ như bạn muốn chọn tiếng thì bấm vô đây một cái rồi chọn tiếng nè, ví dụ như từ số là 131 đến 160 là guitar, thì trong cái khoảng số đó là guitar hết. Mà guitar thì chúng ta có rất là nhiều loại guitar, ví dụ nylon guitar, guitar bass hay là za guitar thì chúng ta cứ chọn bấm 131 vô đây. Đem volume mở volume lớn lên. Đó, một loại guitar thứ hai nè. Phải không? Rất là nhiều loại guitar. Nói vậy các bạn, nếu mà muốn chọn tiếng thì các bạn nhìn vô cái nút đây. Đó, cái hiệu là tone này ha, trong đây nó có tất cả là 6 tâm tiếng cho các bạn lựa chọn. Rồi, bấm vô đây và chọn bấm theo cái dãy số là được. Còn muốn chọn điệu thì chúng ta bấm vào nút Grim đây, bấm vô một cái. Bấm vô một cái ha. Rồi chúng ta chọn điệu. Ở đây có tất cả là 180 điệu nè. Để cho nó rõ rõ lại nha. Ví dụ giờ chúng ta muốn chọn một cái điệu bất kỳ đi, bolero gì đi ha. Đây bolero là 068. Thì giống như là chọn tiếng hồi nãy chúng ta bấm vào Grim một cái nè. Rồi chúng ta bấm số 068 068. Đây trên màn hình đó là có 068 là đúng rồi nè. Và đây tiếng Nhật của bolero là vậy đó. Rồi giờ để mở phần hợp âm lên thì các bạn lưu ý là thấy nút hạt cơm đây nè. Hạt cơm on off nè, thì chúng ta bấm vô đây một cái. Rồi, chúng ta bấm play. Đó, nếu mà khi mà chúng ta mở đàn lên, chúng ta mà không bấm đó thì nó sẽ không ra được hợp âm. Chúng ta bấm vô một cái. Và cái màn hình chỗ này nè, các bạn chú ý chỗ này nha. Đó, đây là hợp âm la thứ nè, rê thứ nè, mi bảy nè, tức là phần điểm nó đã được mở lên rồi. Nếu các bạn mở lên đàn lên, các bạn bấm hợp âm la thứ mà trên đây nó không nổi a mà lên là các bạn chưa có chọn ha. Rồi, còn mấy chức năng, mấy cái nút chức năng này nè, intro tức là dạo đầu trước khi mà chúng ta đánh vào bài hát á, thì nó sẽ dạo đầu. Tempo, nút tempo đây. Tempo hiện tại là 119, mình bấm xuống là nó còn 118 đây. Chúng ta chỉnh nó xuống, nếu mà điệu bolero thì tầm 80 thôi. Nó 80, 81, 82 đều được. Là xong. Đơn thôi. Chỗ này feel này các bạn. Feel. Con này là dừng lại, mở điệu. Đó. Thì bấm một điệu khác thì chúng ta bấm tiếp. Giờ kiếm điệu cha cha đi. Ở đây kiếm điệu cha cha là 66 á, thì chúng ta bấm vô rim 066 là sẽ ra điệu cha cha. Rồi chúng ta bấm cái nút sinta nè, bấm nút này một cái. Rồi chúng ta khi mà bỏ xuống thì hợp âm thì cái điệu nó tự động vang lên. Đó. Muốn chỉnh tempo về chế độ gốc thì chúng ta nhấn nút hai này. Còn máy này là chế độ bài học nè. 3 bước học tập, bước 1 nè.
nó đang đờn thấy không? Ở đây nó có tất cả là mấy chục bài hát luôn các bạn, nhiều bài lắm. Đó, các bạn có ba bước này thì các bạn nào muốn tập theo thì nó cũng rất là dễ ha. Nó trang về cơ bản là vậy. Chúng ta muốn chọn tiếng thì cái ba có ba phần quan trọng nhất, thứ nhất là chọn tiếng nè, chọn điệu nè, chọn bài hát là vô song băng nè. Rồi chúng ta bấm start up là nó sẽ phát nhạc. Đằng này có chức năng là lưu lại. Đây. Nó có nhiều chức năng lắm. Có lỗ cắm mic nè các bạn. Cái này là tai nghe nè, con này lỗ cắm mic nè. Con này là điều chỉnh âm lượng của micro nè. Con này là gắn benda nè. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Các bạn có muốn mua thì các bạn cứ alo cho mình, số điện thoại bên dưới mình để sẵn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.